vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và sau đây là phần tin Hoa Kỳ với sứ ngôn viên Phương Ni thực hiện. Một nghi can liên quan đến bầu cử tổng thống Mỹ bị bắt tại Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị, đài ABC News cho biết lập trình viên là Pierre Levasseur mang quốc tịch Nga và bị bắt vào giam hôm ngày 7 tháng 4 ở Barcelona, Tây Ban Nha, theo yêu cầu từ Washington. Những vụ bắt giữ tương tự thường diễn ra sau khi chính quyền Mỹ tìm cách tiếp cận hacker Nga ở nước ngoài. Tuy nhiên, vụ việc lần này được chú ý đặc biệt bởi vợ của nghi can tình nghi là Levasseur chia sẻ. Anh ta có liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ. Khi nói chuyện qua điện thoại với Levasseur ở trại giam, anh này khẳng định bị cảnh sát cáo buộc tạo ra một loạt virus máy tính có liên quan tới chiến thắng của ông Trump. Chi tiết cụ thể của cáo buộc trên chưa được làm rõ. Đại sứ quán Mỹ tại Tây Ban Nha chưa đưa ra bình luận, trong khi Đại sứ quán Nga xác nhận công dân nước mình bị bắt giữ. Hồi tháng 1, cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã bắt giữ một lập trình viên mang quốc tịch Nga, được cho đã tạo nên một hệ thống gian lận tài chính. Trước đó, chính phủ nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào mạng lưới email của Đảng Dân Chủ và bí mật giúp đỡ ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Quốc hội Mỹ cũng đang điều tra về mối liên hệ giữa từng Tổng thống Mỹ và Moscow trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua. Nhiều quan chức Nga, trong đó Tổng thống Nga là Vladimir Putin, một mực bác bỏ những cáo buộc này. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ xem xét loại bỏ mối đe dọa từ Triều Tiên. Trả lời trên đài ABC, Ngoại trưởng Tillerson nói thông điệp gửi đến tất cả các quốc gia là nếu anh vi phạm những tiêu chuẩn quốc tế, nếu anh vi phạm các thỏa thuận quốc tế, nếu anh không hoàn thành những cam kết của mình và trở thành mối đe dọa với các quốc gia khác, thì sẽ đối mặt với hậu quả tương tự. Về Bắc Hàn, chúng tôi đã nói rất rõ mục tiêu của Mỹ chính là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài CBS, Ngoại trưởng Tillerson cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn hiểu rõ và tôi đồng ý với ông ấy rằng tình hình ở bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng và đạt mức độ đe dọa, cần phải có hành động phản ứng. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. M. Scottmaster vào ngày 9 tháng 4 cho biết, Tổng thống Trump sẽ sớm xem xét các biện pháp để loại bỏ những mối đe dọa từ tên lửa Bắc Hàn, bao gồm các trừng phạt kinh tế và cả hành động quân sự. Vào ngày 9 tháng 4, Hải quân Mỹ cho biết các nhóm tác chiến Covington, bao gồm một tàu sân bay, đã di chuyển từ Singapore tiến về bán đảo Triều Tiên. Động thái này diễn ra giữa lúc quốc tế lo ngại về việc Bắc Triều Tiên đẩy mạnh phát triển chương trình vũ khí. Đầu tháng 4, Bắc Hàn vừa phóng tên lửa được cho là tên lửa Scud, sử dụng nhiên liệu lỏng. Một lời phát biểu được phát trên sóng CNN vào hôm Chủ nhật vừa qua, kính thưa quý vị, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc nói, bà Nikki Haley nói rằng với việc ông Assad đứng đầu chế độ không có bất kỳ sự lựa chọn nào để dẫn đến một giải pháp chính trị. Vào hôm thứ Bảy, theo lời một viên tỉnh trưởng, các máy bay chiến đấu Syria đã nối lại các phi vụ từ một căn cứ không quân đã là mục tiêu của cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ vào hôm thứ Sáu. Theo Reuters, tỉnh trưởng Talan Brazi của Homs phát biểu chỉ vài giờ sau khi chính phủ Syria cho biết cuộc tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Sayrat đã gây ra thiệt hại lớn. Ông Barazi đã không cung cấp thêm chi tiết, trong khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói báo chí nên hỏi chính quyền Damascus về tình hình tại căn cứ không quân đó. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện tấn công tên lửa vào Sayrat sau khi các nhân viên cứu hộ nói có ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Sankow. Ông Trump sau đó viết trên Twitter hàm ý rằng các đường băng ở Sayrat không phải là mục tiêu chính của vụ tấn công tên lửa. Ông không nói thêm cụ thể, chỉ lưu ý rằng các đường băng được sửa chữa nhanh chóng và dễ dàng. Đô đốc Michelle Howard, người đứng đầu lực lượng hải quân Hoa Kỳ ở châu Âu và châu Phi, nói với Reuters rằng các lực lượng Hoa Kỳ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công nữa nếu cần. Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Moscow để thảo luận về Syria. Kính thưa quý vị, theo thông báo của Ngoại giao, Nga khẳng định Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ được người đồng cấp Rex Tillerson trong tuần tới để thảo luận về tình hình Syria. Theo Reuters cho biết, Ngoại trưởng Nga nói rằng cuộc tấn công nhằm vào quốc gia có chính phủ đang nỗ lực chống khủng bố chỉ góp phần tiếp tay cho những phần tử cực đoan và đe dọa tới an ninh khu vực cũng như thế giới. Ông Lavrov cùng ông Tillerson đều đồng ý tiếp tục thảo luận về vấn đề Syria trong một cuộc gặp chính thức vào tuần tới tại Moscow. Ngoại trưởng Nga cũng nói với người đồng cấp từ Washington rằng cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công ở
iLeaks hôm ngày 4 tháng 4 hoàn toàn không có cơ sở thực tế. Trong một diễn biến khác vào ngày 9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh khẳng định Nga phải chịu trách nhiệm về những thương vong trong cuộc tấn công bằng khí gas ở Syria tuần trước. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michel Fallon chỉ trích sự ủng hộ của Nga với ông Tổng thống Syria Bashar al-Assad và mô tả cuộc tấn công hóa học nói trên như một tội ác chiến tranh. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley liên tục chỉ trích Nga, thế giới đang đợi chính phủ Nga hành động có trách nhiệm tại Syria, cũng như xem xét lại mối quan hệ đồng minh sai lầm giữa họ và ông Assad. Thượng nghị sĩ Nga là Viktor Ozero vào ngày 10 tháng 4 khẳng định rằng lực lượng không quân cũng như các tàu chiến của Nga ở Syria có nhiệm vụ hỗ trợ mọi nỗ lực chống khủng bố của chính phủ Damascus. Nga sẽ không đến đó để thực hiện hành động quân sự chống Mỹ. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Ozero nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng theo thượng nghị sĩ Ozero, việc tàu hộ tống đồ đốc Grigorovich của Nga quay lại vùng biển Địa Trung Hải đã được lên kế hoạch và không liên quan đến cuộc tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào Syria hồi tuần trước. Bạn không thể triển khai chiếc tàu như thế trong một ngày. Việc quay trở lại đã được lên kế hoạch. Tàu đô đốc Grigorovich hộ tống tàu sân bay đô đốc Kuznetsov và bây giờ nó trở lại mà thôi. Ông Ozero giải thích thêm. Trước đó, theo sau vụ Mỹ phóng các tên lửa Tomahawk vào căn cứ quân sự Onserat ở Syria, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin quân sự và ngoại giao cho biết tàu hộ tống đô đốc Grigorovich đã được triển khai đến quân cảng Tartus miền Tây Syria và có thể lưu lại trong hơn một tháng. Theo giới quan sát, đây là động thái thể hiện sức mạnh đầu tiên của Nga sau vụ tấn công của Mỹ vào Syria. Hoa Kỳ tuyên bố đã phá hủy phương tiện phát tán hóa học của Syria. Kính thưa quý vị, nữ đô đốc Hải quân Hoa Kỳ nói rằng cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk vào tối ngày 6 tháng 4 đã giúp phá hủy phương tiện phát tán vũ khí hóa học của Syria. Chúng tôi đã tiến hành vụ tấn công nhắm vào một sân bay nơi có các phương tiện phát tán chất hóa học và không trung. Những phương tiện này hiện không còn tồn tại, bà Michelle Howard, vị tướng 4 sao dẫn đầu lực lượng hải quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết. Theo Reuters, bà Howard nói rằng quyết định tấn công tên lửa Syria được Mỹ đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc thất bại trong việc thông qua một nghị quyết lên án vụ tấn công hóa học giết nhiều người ở tỉnh Idlib đầu tuần này. Chúng tôi nhận thấy có việc lạm dụng vũ khí hóa học và được thôi, chúng tôi cần gửi một thông điệp rõ ràng. Bà Howard từ chối cung cấp các chi tiết về hành trình bay của các tên lửa Tomahawk hay bất cứ sự đánh giá nào của Mỹ về những tổn thất của phía Syria sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, bà Howard nói rằng bà tự tin cuộc công kích đã trúng mục tiêu. Mục đích của cuộc tấn công là để phá hủy sân bay và loại bỏ các phương tiện phát tán vũ khí hóa học. Nhiệm vụ đó đã được hoàn thành. Bà Howard nói, tối ngày 6 tháng 4 tức giờ địa phương, hai tàu khu trục USS Porter và USS Ross của Hải quân Mỹ đã bắn tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Sayyarat ở quân đội Syria. Động thái này được xem là để trả đũa vụ tấn công hóa học mà Mỹ cáo buộc quân đội của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng đầu sau hồi đầu tuần này. Và thưa quý vị, ngay sau đây là một bản tin breaking news. Thưa quý vị, tại San Bernardino lại xảy ra một vụ xả súng. Theo Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát trưởng hạt San Bernardino, ông Gerard Bergen cho biết đây có vẻ là một vụ bắn người rồi tự sát. Vụ việc được xảy ra trong một lớp học vào lúc 10 giờ 30 sáng nay ngày 10 tháng 4. Ngày hôm nay, hai học sinh đã được chuyển đến bệnh viện. Sở cứu hỏa hạt San Bernardino xác nhận nhiều người đã bị bắn. Trong khi đó, CBS đưa tin 4 người đang được điều trị và nghi phạm có thể đã bị hạ gục. Người phát ngôn sở cứu hỏa hạt, ông Eric Sherwin cho biết tình hình vẫn đang chuyển biến. AP dẫn lời người phát ngôn trường học cho biết một trong 4 người bị bắn là giáo viên. Theo CNN, 2 giáo viên trong số 4 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Được biết hung thủ là chồng của một trong 2 giáo viên đó. Địa điểm xảy ra vụ xả súng là trường trung học North Park ở San Bernardino. Vụ xả súng diễn ra trong bối cảnh San Bernardino đang chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng thời gian gần đây. Số vụ giết người diễn ra ở San Bernardino trong năm 2016 là 62 vụ, tăng 42% so với năm trước đó.
Năm 2016 là năm chết chóc nhất của hạt này kể từ năm 1995. Vào tháng 12 năm 2015, một nhóm người đã mang súng lục xả đạn vào một tổ chức y tế phi lợi nhuận ở San Bernardino. 14 người chết và 22 người bị thương. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tin Việt Nam.